Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Anh Nguyễn Hải Dương. Hôm nay anh Nguyễn rất mừng được đón em mấy em Bắc Linh xuống sắm mình một bộ karaoke đồng bộ, một xe A, có xe A sao bát 30 cái đồ tập dầu hàng ngang hàng cái thời gian sexy rất là đẹp, rất là đẹp. Và cụ đẩy DK HL 4500 cộp một vít xô với trên này má một cục trầm DK một lực tiếng B quản lý nguồn và số CBL C này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi các chị đèn Morning đang múa nhảy trong nhà này em vừa ra tới các cô đẩy sâu tốt hãng gà sâu tốt đẩy xe F BL 28 Hà Lã chứ hãng rất nhiều đẩy đơn sơ ra thiên văn chương học trò. Đây là một chính bộ ngoài một mic của trên này là má 4/2 một quản lý nguồn một JBL KX800 một lưng tiếng BBE một cục đẩy DK. Đây là kênh